Chào mừng học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 3, sách kết nối tri thức cuộc sống qua sách và bài tập. Bài 19, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông. Tiết 1. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Viết tên các đỉnh và các cạnh của mỗi hình theo mẫu. Các em quan sát hình tam giác GEH. Rồi các em nhớ là hình tam giác thì bao giờ cũng có 3 đỉnh và 3 cạnh. Có các đỉnh là GEH. Các đỉnh là GEH. Các cạnh là GE, EH và HG. Rồi theo mẫu các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi đối với tam giác ACS thì tam giác này có các đỉnh là A, C và S. Các cạnh là AC, CS và SA. Tiếp theo là hình tứ giác MNIK. Hình tứ giác thì có 4 đỉnh và 4 cạnh. 4 đỉnh là M, N, I, K. 4 cạnh là MN, NI, IK, KM. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Trong hình vẽ bên có A. Các hình tam giác là B. Các hình tứ giác là. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi trong hình vẽ bên có các hình tam giác là A, B, I, C, D, I và B, C, I. Câu B, các hình tứ giác là A, B, C, I. B, C, D, I. A, B, C, D. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Qua 4 đỉnh của hình vuông MNPQ, hãy vẽ các đoạn thẳng để chia hình vuông đó thành 4 hình tam giác. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em suy nghĩ làm bài trước nha. Rồi cụ thể thì các em tham khảo cách làm như sau. Các em nối M với P, sau đó nối N với Q, thì chúng ta chia được hình vuông này thành 4 hình tam giác. Được chưa? Ở đây nếu nói hình này có bao nhiêu hình tam giác thì chúng ta trả lời là có 8 hình tam giác. Được chưa? Còn nếu chia cái hình vuông này thành mấy hình tam giác thì chúng ta trả lời là chia hình vuông này thành 4 hình tam giác. Giống như là chúng ta chia một cái bánh thành 4 phần. Mỗi phần là một hình tam giác. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Mảnh vườn nhà cô Lan có dạng hình chữ nhật A, B, C, D. Em hãy nối các điểm đã đánh dấu như hình vẽ để giúp cô Lan chia mảnh vườn đó theo mỗi yêu cầu dưới đây. A.
chia thành hai hình tứ giác. Có nghĩa là chúng ta sẽ chia cái mảnh vườn này thành hai hình tứ giác. Rồi các em có thể tham khảo cách chia như sau. Các em nối điểm Y với điểm H thì chúng ta đã chia được cái mảnh vườn này thành hai hình tứ giác. Được chưa? AIHZ và BCHI. Thầy giáo nói gọn lại là hình tứ giác màu xanh và hình tứ giác màu đỏ. B chia thành một hình tam giác và một hình tứ giác. Tìm bốn cách làm. Ở đây người ta vẽ thành bốn hình, thể hiện là bốn cách làm. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi cụ thể, chúng ta sẽ chia thành một hình tam giác và một hình tứ giác như sau. Cách 1, các em nối A với H, ta được một hình tam giác và một hình tứ giác. Cách 2, các em nối Y với C, ta được một hình tam giác và một hình tứ giác. Cách 3, các em nối B với H, ta được một hình tam giác và một hình tứ giác. Cách 4, các em nối Y với D, ta được một hình tam giác và một hình tứ giác. Ở đây chúng ta có 4 cách khác nhau để chia cái mảnh vườn thành một hình tam giác và một hình tứ giác. C. Chia mảnh vườn thành 3 hình tam giác. Ở đây các em tìm hai cách làm. Rồi trước hết là các em cũng bấm tạm dừng video, các em suy nghĩ và làm bài trước nha. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ chia như sau. Các em nối B với H, nối A với H, thì chúng ta đã chia được mảnh vườn hình chữ nhật này thành 3 hình tam giác. Được chưa? Cách 2, các em nối Y với C, nối Y với D, thì chúng ta cũng chia được mảnh vườn hình chữ nhật này thành 3 hình tam giác. Ở đây mỗi hình tam giác thầy giáo tô một màu khác nhau cho các em dễ hình dung. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.